Video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách thức nhận biết cũng như là so sánh về ba cái dòng máy lọc nước phổ thông nhất trên thị trường hiện nay mà rất nhiều khách hàng quan tâm và đặt câu hỏi cho chúng tôi, là đó là máy lọc nước RO, máy lọc nước nano và máy lọc nước ion kiềm. Vậy thì ba cái máy này nó có chức năng gì khác nhau, nó có đặc điểm gì khác nhau và cách nhận biết như thế nào? Thì tất cả những phần đó sẽ có trong cái phần sau của video. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh về kiểu dáng lắp đặt. Thì thứ nhất là đối với dòng máy RO, đây là cái máy RO thì các bạn có thể thấy được máy RO thì nó có hai kiểu lắp đặt chính. Kiểu đầu tiên là sẽ lắp ở dưới âm chậu rửa. Đây là cái chậu rửa bàn bếp của chúng ta và cái máy nó đặt ở dưới. Và trên này nó sẽ bắt cái vòi để khi mở vòi ra là chúng ta sẽ lấy nước. Đấy là kiểu lắp đặt đầu tiên. Ở các thành phố thì thông thường là sẽ lắp âm tủ như thế này để tiết kiệm không gian. Kiểu dáng lắp thứ hai của máy RO thì thông thường là họ sẽ đưa vào một chiếc tủ. Đây là chiếc tủ để chứa toàn bộ cái bộ lọc. Bên trong này sẽ là toàn bộ cái bộ lọc bên trong này. Và phía trên này là một cái vòi. Thì khi mà chúng ta lấy nước thì chúng ta mở cái vòi trên này ra thôi. Và cái tủ này thì nó sẽ đứng độc lập. Thì thông thường nó sẽ có thể để ở phòng khách, nó có thể ở phòng bếp. Thì thông thường cái kiểu lắp tủ này thì sẽ để ở những cái không gian rộng hơn là nhà riêng. Đối với máy lọc nước nano thì kiểu dáng lắp đặt của nó thì thông thường là đây là chiếc máy nano. Và thông thường lắp đặt của máy nano thì sẽ là lắp âm tủ. Cái đặc điểm nổi bật của máy nano là rất là gọn nhẹ, cho nên là khi mà lắp vào tủ như thế này thì nó chiếm rất ít không gian và nó phù hợp với lại những cái không gian như là chung cư hay là nhà riêng ở những thành phố. Ở nơi đó thì cái không gian nó rất là hạn chế và nó cũng rất là dễ trong quá trình sử dụng, chỉ cần mở vòi ra là có nước. Đó, nó vô cùng tiện lợi và nhỏ gọn. Còn đối với máy ion kiềm thì sao? Máy ion kiềm thì nó cũng có hai dạng lắp đặt chính. Máy ion kiềm có hai dạng lắp đặt chính là có một dạng lắp là để bàn. Để bàn như thế này thì là toàn bộ phần thân máy nó nằm ở trên mặt, thông thường là khu vực chậu rửa, bàn bếp thì mình sẽ đặt nó lên. Trên này là toàn bộ cái phần của máy luôn. Trong này nó có cả lõi lọc và hệ thống điều khiển cũng như là đây các phím chức năng của nó. Đó thì các bạn có thể thấy. Thì khi mở vòi ra là nó có nước như thế này. Đó. Đó thì đấy là cái máy dạng để bàn. Phía dưới này nó có một cái nguồn điện để cắm vào và cái đường nước thải. Tiếp theo cái kiểu dáng lắp đặt thứ hai của máy ion kiềm đó là lắp âm tủ. Thì đây là một cái dạng lắp âm tủ, thì phía trên này là cái vòi và bao gồm các phím điều khiển ở trên này. Bao gồm những cái phím điều khiển ở trên này. Đó, khi lấy nước thì sẽ dùng phím điều khiển này. Thế còn bên dưới của nó là những cái phần là bộ lõi lọc và bộ điện phân. Thì ưu điểm của lắp âm tủ thì nó sẽ giúp tiết kiệm không gian hơn cho gia đình. Thì đấy là đầu tiên là so sánh về kiểu dáng lắp đặt. So sánh tiêu chí thứ hai của chúng ta đó là tiêu chí về lõi lọc, về số lượng lõi lọc. Thì các bạn có thể thấy được là đối với cái máy RO trên thị trường thì thông thường, đây là chiếc máy RO cơ bản, thì thông thường nó sẽ có từ 7 đến 9 lõi lọc. Thì ở phía dưới này là chính là ba cái lõi lọc thô 1, 2, 3. Phía trên này là màng RO là màng lọc chính. Và tất cả các máy RO thì nó đều có những cái lõi chức năng gọi là lõi T33 nằm ngang như này. Thì thông thường tổng số lượng lõi của cái máy RO là từ 7 đến 9 lõi lọc. Thế còn lại thì đối với lại cái máy lọc nước nano thì sao? Đối với máy lọc nước nano thì thông thường nó là những cái máy nhập khẩu nguyên chiếc và nó có từ 1 đến 3 lõi lọc, trong đó phổ biến nhất là 3 lõi lọc. Thế còn đối với máy ion kiềm thì bản thân cái máy ion kiềm thì nó cũng có lõi lọc và nó thường nó sẽ tích hợp ngay trong máy. Thông thường những máy ion kiềm của Nhật Bản thì là sẽ có một lõi lọc. Hiện nay thì có một số cái máy lọc của Hàn Quốc ion kiềm thì có thể là có 2 đến 3 lõi lọc, nhưng phổ thông nhất thì vẫn là có một lõi lọc bên trong. Như vậy là có thể thấy được rằng là cả ba cái dòng này thì nó đều có một cái phần quan trọng đó là lõi lọc, và cái số lượng lõi lọc nó sẽ tùy thuộc vào từng cái loại máy khác nhau. Cái đặc điểm so sánh thứ ba ở đây đó chính là dùng điện hay không dùng điện. Thì đối với tất cả các máy nước RO thì nó đều sử dụng điện. Thì điện ở đây thì phải hiểu không phải là điện để cắm vào để cho nước nó chín, mà điện ở đây là để cấp cho cái bơm áp để nén qua một cái màng lọc gọi là màng lọc RO, gọi là màng lọc thẩm thấu ngược. Tại vì với máy RO thì cái khe hở, khe lọc của nó rất là nhỏ, nó cần một cái áp lực rất là lớn để nén qua, cho nên tất cả các máy RO các bạn thấy là nó đều phải có một cái ổ điện như này để cắm vào thì nó mới có thể hoạt động được. Đó, thì đấy là lý do tại sao mà cái máy RO nó cần phải có điện. Thế còn đối với máy nano thì sao? Đối với máy nano thì bản chất của nguyên lý lọc nano là nguyên tắc lọc tổng hợp và nó sử dụng áp lực nước tự nhiên. Chính vì như vậy thì nó không đòi hỏi một cái áp lực lớn như RO và nó không cần sử dụng bơm áp để mà có thể tăng áp lực lên. Chỉ cần là chúng ta lắp, ví dụ như một cái máy này thì chỉ cần lắp tầm khoảng 3 đến 5 mét trở lên là máy nó có thể hoạt động bình thường mà không cần phải sử dụng bơm, không cần sử dụng điện. Tiếp theo là máy ion kiềm. Máy ion kiềm thì cũng sử dụng điện, nhưng đối với máy ion kiềm thì sử dụng điện không phải là để nén cái màng lọc mà sử dụng điện để phục vụ cho cái việc là điện phân nước. Phần điện của ion kiềm là phục vụ cho cái quá trình là điện phân nước để tạo ra nhiều loại nước khác nhau, chứ không phải sử dụng điện của máy ion kiềm là để nén giống như là máy nước RO. Ok. Tiếp theo, cái tiêu chí tiếp theo của chúng ta là nước thải. Đầu tiên thì cái máy lọc nước RO là cái máy lọc nước bắt buộc phải có nước thải. Tại vì nguyên lý của máy lọc nước RO đó là nguyên lý lọc nước tinh khiết và bao giờ nó cũng có cái đường nước ra là đường nước thải để giúp cho cái nước lọc có thể đạt đến tinh khiết gần như tuyệt đối. Có nghĩa là nó loại bỏ hoàn toàn khoáng chất ra khỏi nước thì nó phải có một cái đường nước thải. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được là đây là một cái máy RO thì thông thường nó sẽ như thế này. Nó sẽ có nước thải. Đó. Thì ở đây các bạn có thể thấy là bên này là nước thải. Đây nó chính là nước thải. Có nghĩa là chúng ta cứ mở ra nó có nước thải. Còn đây là nước lọc. Đó. Thì có nghĩa là bao giờ đồng thời. Còn nguyên lý của nó là vì là nó phải nén qua một cái màng rất là tinh và loại bỏ hoàn toàn khoáng chất. Chính vì vậy nó cần nước thải. Thế còn đối với máy nano thì sao? Máy nano thì cơ chế lọc nó khác. Nó không phải là cơ chế thẩm thấu ngược. Nó không có tách khoáng mà nó sử dụng cơ chế hấp thụ và trao đổi ion. Và như vậy là toàn bộ những cái tạp chất thì nó sẽ được giữ lại trong cái hệ thống bộ lọc. Và chính vì như vậy nó giữ lại cái khoáng tự nhiên và nó không cần sử dụng, không có nước thải. Thế còn đối với máy ion kiềm thì sao? Máy ion kiềm thì chúng ta có thể thấy là khi mở ra như thế này thì nó cũng có nước thải. Ok. Đó, thì các bạn có thể thấy được rằng là nó cũng có hai đường nước ra. Bao giờ máy ion kiềm nó cũng có hai đường nước ra như thế này. Vậy thì nó cũng giống như máy RO à? Không phải như vậy các bạn ạ. Đối với lại cái máy ion kiềm thì cái nước thải ở đây thực chất là cái nước được tách ra ở điện cực dương. Có nghĩa là đối với máy ion kiềm thì nguyên lý của nó là đường nước cấp đó được điện phân bởi điện cực âm và điện cực dương. Ở điện cực âm thì sẽ tạo ra nước có tính kiềm và hydro để sử dụng. Còn cái điện cực còn lại, điện cực trái dấu là sẽ có nước có tính axit và dầu oxy. Chính vì như vậy luôn luôn là máy lọc nước ion kiềm cũng có được nước thải giống như máy RO nhưng mà nó là nước axit.